rong y chong ni sik tin ning cha sha da rong she chap la li na nu na ya no su su thang da pe mong minnesota lu che pe chao nyot da house saint paul da river center a nyot on the ho ku sha da no na che yo lu trong va wa cho no cho chư le cho wa khia lu kong cheng no la ya la mo khe grand opening actually opening to lu che pe chao no li ne tu pa nyol in da ku na ku da kon da no ku ya pe chan sai rong ko ke ke na kun ja tu to chai lu song chia thia nyot ron da kha no i ple pe ya cho ne mu sai thia o ya cho no cho chư cho no cho wa ku tu sa da chong ke o ya la mo khe lu lu ke la ya lu trong va to lu che pe chao ta nó nó chè cụ ấy cho nên mình chỉ cho đàn nói giờ ấy à ít mình biết nó bây giờ một say lời cụ mua trong từ giờ là một hai lù thi à giải tỏ lù trong chia chỉ ta liên tới gọi li là cụ ba tàu ít cho đê nhớ trong đàn nó trâu chó và guest nó nói thi à cụ bỏ à là cụ ba để chờ đi xí thi à giờ trong chia là cho ít rau giờ chủ mua à để chờ là giờ mua chờ là một giải tỏ lù trong chia cụ giờ ít khó và con và mong cụ giờ ít khó và trâu chó cho nó cho ua là một hai lù say to lù xong chia hai lù nhẹ lù cú trâu à ý chồng này chỉ cứ tin nên cha mong sợ đỡ chỉ trở lý này tư bỏ nè nó cú hiệp bé chó cho nó cho ua nè nó thia là cung ba lý cho kho nó cung tàu lại thia ê tư giờ cho lù xí hở lo sẽ say ta xí nó là cú giờ là một chiếc ribbon trong đặc ca nó thia nó chỉ à lý cú cú khe thia giờ tu sơn nè nó cú hiệp bé tu miss mountain nếu cú là nhớ để nó say to bây giờ ủa cho nó cho chữ thia chữ ta liên đới từ nãy nó cứ hiểu bây từ Miss Mong Minnesota xong ở phá cổ trâu tí chữ thia ấy trong xuyên đầu tôi vẫn nên sợ đâu nhưng liên đới nó chỉ bây giờ cho nên mù say trâu bể dây do trâu bể lúc trong và bể có bỏ tránh mình gì hay tiệt cho nó cho ủa nô nò là cú tua trong lịch già họ yêu lên từ thia ấy nhưng liên đới bây mà lịch sinh chỉ trâu bể lúc kệ là yêu lúc trong và bể giờ Governor Mark Dayton thia wa pe tu mayor nya hau saint paul no ya Chris Coleman ta to lo chan ta no le e da shna cha lu cha ya lo mu chia kho wa ribbon hey how are you good to see you how are you fine maybe formation you guys want to Mr. Mayor, do you want to move around, scoot around to this side? Baton, can you come here? You can here. I want you to go further and go in. We have the honor, the privilege of our Minnesota State Senator, the Honorable State Senator Mark Dayton, along with the Honorable St. Paul City Mayor Chris Coleman, along with our dignitary elected official, Colonel Lee Dang, and Dilo Batsong, Jennifer Bosun, with the Honorable Judge Fashion as well, with lots of commanders and colonels here today. Mayor and Colonel Lee Dang, and I will give you each the mic to say a few words before we do the ribbon. Okay, and I'll pass it to our culture. Okay. Nong no luk chong lo lo to ro nong no ya le pe kamakan ja ngan chong no ki tho chao ni chong no chong tu to sa luk chong lo to pe han mong no ko han okay chong lo song go pe to na pe to jia ya pe ya chong mo pong ke mo tong tu ko ta ko te ta ta ka pe ja gu ti lin cha ji ji na mo je ba zhe We Happy New Year to all, whether you're from Minnesota or other parts of the United States. We welcome you here to celebrate the end of the old and the beginning of the new year. Have a great 2017 ahead. One, two, three. 早上
di to inan to no kiela to ni so do pa u song bu tro ta ku nya de ku nyong u song bu tro ro ta ku ro ta ku ta song mo tro di chong ka di chong to si mo tro tu to ha te ton jo ni chi nya da mo chi ta ti no to pe so ka pe hai ne mong che chi ha mo chi pa so ke yi ke yu a so wi su wi pa ai pe hai ne mong u mo so ka ta ho de chi ti to mo na lo a yo ni na u mo jo mo to ho ta ku ti no to pe so ka pe hai ne mong che chi ha mo chi pa na ma hai do ni so de pa ni na Jadi jauh sana, di luar bejo semua fakoh jauh ramai yang bejo. Cuma lah air hanya mau di lah. And the Honorable Jennifer Bosan, what's all? Thank you both so much for coming to our new year this year to have the privilege and the honor to receive the upcoming year 2017 for the Hmong community. We ask that you give a blessing before cutting the ribbon. We will take the ribbon as a treasure for the Hmong community to treasure for many years to come. And it's very truly an honor and privilege that we have such a wonderful leaders as all of you today. I've never seen so many spectacular looking people gathered in one place. We're so proud of our Hmong community here in Minnesota. Your successes, your leadership, proud heritage. And it's my honor to, on behalf of the people of Minnesota, to say to all of you, Happy New Year. นอนอย่าอินุดานุโหยาสงเคียอภากอชาเตเปให้มงจะเนาะตรอราเมเนโซตานอนอันจอมกันเดดินเทกูกะตอมูลุจิหะเดียตรอคิลุจะเดเปจอนาเตเปให้มงมาไอทอกะสงอภากอชายาตวตะเนนอก็เปให้มงจะเนาะเชให้เปียญาลูรานอกูเตจาอเมริกา Once again, music. Governor, with the honor, we have this pageant has a New Year dance to perform to receive you and the mayor and all of the dignitaries and key leaders. Before we receive the toast, which is a welcome New Year, and then I will lead you to the main stage and we will do as quickly as we can. So Lucia, now, music.
Governor Mark Dayton, Mayor Chris Coleman, then City Council Dayton. And Ba cháu lo phi cháu lời tòa tu ba để chê lý yuan lo yuà tao tu vi su lời vi su. Kê mô mô lời tòa lo kinh kê trò lì lo trông lời ra rinh. Chê lu xong lao thang.